Tổng thống Putin nhận xét ông Trump hiện không được an toàn. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông không tin rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump, người đã trải qua một số vụ ám sát hụt, hiện được bảo vệ an toàn. Tổng thống Nga đưa ra lời nhận xét vào ngày 28 tháng 11 tại một cuộc họp báo ở Astana, Kazakhstan sau hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO kéo dài 2 ngày. Tổng thống Putin cho biết ông rất ngạc nhiên về cách diễn ra chiến dịch bầu cử Mỹ, chỉ trích những phương pháp hoàn toàn phi văn minh được sử dụng để chống lại Trump, bao gồm cả các vụ ám sát lặp đi lặp lại. Theo tôi, ông ấy hiện không an toàn, ông Putin nhấn mạnh, và lưu ý rằng đã xảy ra các sự cố khác nhau trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng thống Nga còn ca ngợi Trump là một chính trị gia giàu kinh nghiệm và thông minh, nhấn mạnh ông hy vọng Tổng thống đắc cử Mỹ thận trọng và hiểu được điều này. Tổng thống Putin cho biết ông còn ngạc nhiên hơn khi các đối thủ chính trị của Trump đã nhắm đến gia đình và con cái ông. Ông Putin gọi hành vi như vậy là khả ố và cho thấy sự suy thoái của hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Lưu ý rằng ngay cả các nhóm tội phạm cũng không sử dụng những phương pháp như vậy. Tổng thống Putin lo ngại ông không thể loại trừ khả năng chính quyền Biden đang cố gắng tạo ra những khó khăn cho mối quan hệ Trump với Nga. Tuy nhiên, Moscow sẵn sàng đối thoại với Washington, bao gồm cả với chính quyền tương lai, Tổng thống Putin nhấn mạnh. Hàn Quốc gác lại việc bảo trì tên lửa Taurus do chiến sự Ukraine. Ngày 29 tháng 11, Sputnik dẫn nguồn Yonhap đưa tin Hàn Quốc có kế hoạch lùi lại việc bảo trì tên lửa Taurus của Đức sau 5 năm nữa do thiếu phụ tùng thay thế từ công ty sản xuất đang cung cấp vũ khí cho Ukraine. Lực lượng không quân lùi lại kế hoạch bảo dưỡng kỹ thuật tổng thể đối với tên lửa không đối đất tầm xa Taurus kíp 350K sang khoảng năm 2030, tức là chậm lại 5 năm. Lực lượng không quân Hàn Quốc đã chuẩn bị bảo trì tên lửa Taurus vào năm 2025, tức là 10 năm sau khi đưa chúng vào biên chế phục vụ. Nhưng nhà sản xuất không chấp thuận việc này do nguồn cung không ổn định, Yonhap viết. Hàn Quốc mua tên lửa Taurus vào năm 2015 và thỏa thuận với nhà sản xuất loại tên lửa này là công ty Taurus Systems của Đức, thực hiện công tác bảo trì tổng thể 10 năm một lần. Việc bảo trì bao gồm các công đoạn tháo rời hoàn toàn tên lửa, kiểm tra tình trạng tất cả các bộ phận bên trong và lắp ráp lại sau đó. Các bên đã thảo luận về kế hoạch tiến hành bảo trì tổng thể vào năm tới. Tuy nhiên, với lo ngại khả năng phục vụ việc sẵn sàng chiến đấu ở Ukraine sẽ giảm sút, nên công ty Taurus System đã thuyết phục quân đội Hàn Quốc lên kế hoạch tiến hành công tác kiểm tra tổng thể không phải theo chu kỳ 10 năm mà 15 năm. Yonhap lưu ý rằng, theo các nhà quan sát, tình hình hiện tại bị ảnh hưởng bởi sự kéo dài của cuộc xung đột Ukraine. Hãng tin nhắc lại rằng, Taurus System là liên doanh giữa MBDA, công ty hợp nhất các đơn vị ngành tên lửa của một số công ty quốc phòng châu Âu, và Sapo của Thụy Điển. Đồng thời, các nước châu Âu hiện đang cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm cả tên lửa, mà một phần đáng kể các thành phần trong đó trùng lặp với những hệ thống được lắp ráp trong tên lửa Taurus. Vì vậy, các nhà sản xuất thật ra không có đủ các bộ phận để bảo trì tên lửa cho Hàn Quốc. Theo Yonhap, điều này đã gây ra mối lo ngại cho Seoul vì tên lửa Taurus là nền tảng của chương trình tiêu chiến của Hàn Quốc được đề ra nhằm mục tiêu phá hủy các cơ sở quan trọng của Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Theo kế hoạch, hơn 200 tên lửa hành trình Taurus được phóng từ máy bay chiến đấu F-15K từ những vùng hậu phương mà hệ thống phòng không Triều Tiên không thể theo dõi, sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhắm đích trên khắp Triều Tiên. Hãng tin cũng chỉ ra rằng, tình hình xảy ra với tên lửa Taurus cho thấy nền quốc phòng của Hàn Quốc đang bị đặt dấu hỏi, thì Seoul không dễ dàng cung cấp viện trợ vũ khí cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Sutom Umerov, người đến thăm Hàn Quốc vào một ngày trước đó, đã nêu ra với phía Hàn Quốc mong muốn viện trợ vũ khí. Nhưng các quan chức của chính phủ Hàn Quốc chỉ có thể cho biết Seoul sẽ cố gắng xem xét vấn đề này. Theo một cuộc thăm dò dư luận do công ty nghiên cứu xã hội Gallup Korea thực hiện từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 năm nay, 82% người dân Hàn Quốc phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kiev. 66% số người được hỏi trả lời rằng chính phủ chỉ nên hỗ trợ Kiev thông qua các biện pháp phi quân sự, và 16% cho rằng Hàn Quốc nên hạn chế mọi hình thức hỗ trợ cho Ukraine. Iran thông báo sẽ lắp đặt hơn 6.000 máy ly tâm làm giàu uranium. Iran đã thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về kế hoạch lắp đặt thêm hàng ngàn máy ly tâm làm giàu uranium giữa lúc Israel lo ngại Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Reuters ngày 29 tháng 11 dẫn một báo cáo mật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho thấy
Iran đã thông báo với cơ quan này về kế hoạch lắp đặt thêm hơn 6.000 máy ly tâm làm giàu uranium và đưa nhiều máy đã lắp đặt vào hoạt động. Iran hiện có hơn 10.000 máy ly tâm hoạt động tại hai nhà máy ngầm ở Natanz và Fordow và một nhà máy thí điểm trên mặt đất tại Natanz. Báo cáo phát thảo kế hoạch lắp đặt thêm 32 cụm, mỗi cụm có hơn 160 máy và một cụm máy khổng lồ lên tới 1.152 máy IR-6 tiên tiến. Khả năng làm giàu cao hơn có nghĩa là Iran có thể làm giàu uranium nhanh hơn, làm tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Iran phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, nhưng phương Tây cho rằng không có lời giải thích hợp lý nào cho việc làm giàu uranium lên đến độ tinh khiết 60%, gần với mức khoảng 90% là cấp độ vũ khí. Mức độ làm giàu duy nhất được chỉ định cho các nhà máy ly tâm mới là độ tinh khiết 5%, khác xa so với mức 60% mà Iran đang sản xuất. Độ tinh khiết thấp hơn, đặc biệt là tại cơ sở Fordow, có thể được coi là động thái hòa giải của Iran khi nước này tìm kiếm tiếng nói chung với các nước châu Âu trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức, dù mức độ làm giàu có thể dễ dàng thay đổi sau này. Trong diễn biến liên quan, đài Channel 14 dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 28 tháng 11 tuyên bố rằng nước này sẽ làm mọi cách để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, sau khi một quan chức Iran cảnh báo về khả năng này nếu vẫn bị áp đặt các lệnh cấm vận của phương Tây. Ông Macron thừa nhận quân đội Pháp thực hiện vụ thảm sát lính Tây Phi năm 1944. Theo hãng tin AFP, ngày 29 tháng 11, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye cho biết ông đã nhận được một lá thư từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong đó, ông Macron nhận trách nhiệm của Pháp trong vụ thảm sát hồi Thế chiến II tại trại Thierry vào ngày 1 tháng 12 năm 1944. Vụ thảm sát này từ lâu đã là một vấn đề gây tranh cãi giữa Paris và Dakar. Theo nhà sử học người Pháp Amélie Macbon, vào tháng 11 năm 1944, khoảng 1.600 binh lính châu Phi chiến đấu cho Pháp bị Đức bắt làm tù binh chiến tranh đã bị đưa trở lại Dakar. Ngay sau khi đến trại Thierry, cách Dakar không xa, họ đã phản đối việc chậm trả lương. Một số người từ chối trở về nước nếu không được trả tiền. Quân đội Pháp đã nổ súng vào những người biểu tình và khiến ít nhất 35 người thiệt mạng. Các nhà sử học cho biết số người chết có thể cao hơn nhiều. Hôm nay, tôi đã nhận được một lá thư từ Tổng thống Emmanuel Macron, trong đó ông ấy thừa nhận đó là một vụ thảm sát. Lời lẽ rất rõ ràng, không mập mờ, Tổng thống Faye nói. Ông cho rằng động thái nêu trên là một bước tiến lớn của nhà lãnh đạo Pháp. Ông cũng cho biết Tổng thống Macron đã gửi lời xin lỗi vì không thể tham dự lễ tưởng niệm 80 năm vụ thảm sát. Tổng thống Faye cũng cho biết ông đang cân nhắc yêu cầu một lời xin lỗi chính thức từ Pháp. Việc thừa nhận rằng một vụ thảm sát đã xảy ra rõ ràng phải đi kèm với hành động đền bù. Chúng tôi nghĩ rằng đây là điều hiển nhiên phải xảy ra. Ông Faye hoan nghênh sự thừa nhận này nhưng cũng nhấn mạnh Pháp nên đóng cửa các căn cứ quân sự ở Senegal. Cho rằng việc đặt các căn cứ quân sự ở quốc gia Tây Phi này là không phù hợp với chủ quyền quốc gia. Theo AFP, chính phủ Pháp đang dự kiến cắt giảm sự hiện diện quân sự ở châu Phi, từ 350 quân xuống còn 100 quân ở Senegal và Gabon, từ 1.000 xuống còn 300 quân ở Chad, và từ 600 xuống còn 100 quân ở Côte d'Ivoire.